Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình tối nay, ngày 19 tháng 8, đồng hành cùng quý vị, tôi là Phương Anh. Còn tôi là Kim Yến và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý. Các buổi đấu giá đất khu vực ngoại thành Hà Nội tiếp tục thu hút rất đông người tham gia khi mức giá khởi điểm rất thấp. Thiên văn tại Việt Nam có thể ngắm siêu trăng xanh trong đêm nay mà không cần các thiết bị hỗ trợ như ống nhòm hay kính thiên văn. Ngoài tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội mới đưa vào vận hành thương mại, thu hút lượng lớn người dân sử dụng và đường sắt đô thị được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để giảm ùn tắc giao thông. Một vòng bưu quay đã bốc cháy vào cuối ngày hôm qua tại lễ hội Highfield của thành phố Leipzig, Đức khiến hơn 30 người bị thương. Cơn sốt về đợt đấu giá 19 lô đất tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dân. Với mức giá khởi điểm chỉ từ 7,3 triệu đồng một mét vuông, từ sáng sớm hôm nay 19 tháng 8 thì nhiều người đã tập trung tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức, Hà Nội để tham gia đấu giá. Và đặc biệt là có những cái trường hợp mà có người từ tỉnh khác đi từ 4-5 giờ sáng chen chân chờ xếp hàng đến giờ đấu giá. Hôm nay 19 tháng 8, huyện Hoài Đức tổ chức đấu giá quyền sử dụng 19 thửa đất tại khu LK04, thôn Lòng Khúc, xã Tiền Yên. Diện tích các thửa đất từ 74 đến 118 m2 với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng một m2. Khoản tiền đặt cọc tham gia đấu giá đất dao động từ 109 đến 172 triệu đồng một lô. Từ sáng sớm, rất nhiều người đã tập trung tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức để tham gia đấu giá. Có người tham gia đấu giá đến từ các tỉnh lân cận như là Hải Dương, Bắc Ninh phải đến từ 4 giờ sáng vì sợ tắc đường. Đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức cho biết giá khởi điểm 7,3 triệu được xác định theo quy định của Nghị định 12 nhân hệ số điều chỉnh với giá trong bảng giá đất. Giá khởi điểm là cơ sở để xác định tiền cọc. Được biết, 19 lô đất đấu giá đợt đầu đã có hơn 700 bộ hồ sơ với 400 khách hàng tham gia đấu giá. Hiện khảo sát giá đất khu vực Tiền Yên, Hoài Đức đang được giao bán ở mức trung bình là 43 triệu đồng một mét vuông. Giá đất các xã lân cận cũng ở ngưỡng tương tự, như là ở Vân Côn là 41 triệu đồng một mét vuông, Đức Thượng 62 triệu đồng một mét vuông. Những ngày qua, việc đấu giá đất tại Hà Nội rất nóng sau khi 68 lô đất tại khu ngõ 3 thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai chúng đấu giá hơn 100 triệu đồng một mét vuông, gấp 8 lần giá khởi điểm. Những ngày qua, nhiều hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của người dân thành phố Hồ Chí Minh nộp từ ngày 1 tháng 8, tức là từ khi một luật đất đai 2024 có hiệu lực đang bị treo. Các cơ quan thuế, quận, huyện và thành phố Thủ Đức vẫn tiếp nhận hồ sơ, thế nhưng chưa thể tính tiền sử dụng đất phải nộp vì đang chờ hướng dẫn cách tính thuế mới. Trước tình trạng này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa xin ý kiến Thủ tướng hướng dẫn việc tính nghĩa vụ tài chính đất đai với hồ sơ phát sinh sau ngày 1 tháng 8 đến khi có bảng giá đất điều chỉnh. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây các hồ sơ tính nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai trên địa bàn được tính dựa trên bảng giá đất hiện tại, được xây dựng trên khung giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K. Tuy nhiên, do luật đất đai 2024 không còn quy định hệ số K, nếu thành phố áp dụng tính thuế theo bảng giá cũ mà không nhân với hệ số K, sẽ không phù hợp điều kiện giá đất thực tế tại địa phương. Ngược lại, nếu tính theo phương án sử dụng bảng giá đất chưa điều chỉnh nhân với hệ số K, thì hiện nay chưa có quy định hướng dẫn. Nhằm tránh ách tắc trong quá trình giải quyết hồ sơ liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn giải quyết nội dung vướng mắc trên để thành phố có cơ sở thực hiện. Từ đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng thống nhất cách tính nghĩa vụ tài chính về đất đai phát sinh trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 đến khi bảng giá đất điều chỉnh được ban hành. Trăng tròn nhất và sáng nhất năm 2024 sẽ xuất hiện vào đêm nay 19 tháng 8 với tên gọi là siêu trăng xanh. Những người yêu thích thiên văn tại Việt Nam có thể ngắm siêu trăng xanh lần này mà không cần các thiết bị hỗ trợ như là ống nhòm hay là kính thiên văn. Và mặc dù có tên là siêu trăng xanh, thế nhưng mà vẫn có thể quan sát thấy là màu cam. Siêu trăng xanh lần này sẽ tròn nhất vào lúc 0 giờ 25 phút ngày 20 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Trăng được quan sát rõ nhất khi mọc lên phía trên đường chân trời phía đông. Những người yêu thích thiên văn có thể ngắm siêu trăng xanh lần này mà không cần các thiết bị hỗ trợ như ống nhòm hay kính thiên văn.
Mặc dù được gọi là siêu trăng xanh, nhưng quý vị sẽ thấy trăng tròn tháng 8 có màu hơi cam, sắc độ đậm nhạt khác nhau theo tùy khu vực quan sát. Theo góc quan sát từ thành phố Hồ Chí Minh, thì siêu trăng đạt độ tròn trên 99% và sẵn sàng để xuất hiện trong trạng thái đẹp nhất vào tối nay. Tuy vậy, nếu muốn ngắm siêu trăng to nhất và cam nhất, thì bạn nên tranh thủ ngắm trăng lúc hoàng hôn 19 tháng 8. Đó sẽ là lúc hiện tượng ảo ảnh mặt trăng do góc độ quan sát khiến mặt trăng có màu cam đậm nhất trong buổi tối và cũng khiến nó trông có vẻ như là to hơn thường lệ, do một kiểu ảo ảnh thị giác. Và nếu như bỏ lỡ lần này thì quý vị vẫn có thể có cơ hội ngắm các siêu trăng khác vào tháng 9, tháng 10, tháng 11 sắp tới. Trong đó thì trăng tròn tháng 10 sẽ ở gần trái đất nhất nên cũng sẽ là siêu trăng lớn nhất. Thưa quý vị, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế với dịch đậu mùa khỉ, Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị tăng cường chủ động giám sát, phát hiện ca bệnh ngay tại cửa khẩu. Trước đó, ngày 14 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ, trước diễn biến của dịch bệnh này và nguy cơ lây lan sang các quốc gia khác. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch, chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ trong nước và xâm nhập, kiểm soát dịch kịp thời, không để bùng phát diện rộng, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong. Cụ thể, đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đề nghị tập trung chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, hướng dẫn giám sát phòng bệnh chẩn đoán, đồng thời tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, giám sát chủ động tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị báo cáo kịp thời trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ qua hệ thống giám sát bệnh tật, kịp thời phát hiện các ca bệnh, chùm ca bệnh, nguồn lây bệnh, tác nhân gây bệnh đậu mùa khỉ mới bất thường. Theo Bộ Y tế, hiện sắp bước vào năm học mới, các bệnh truyền nhiễm như là sởi, ho gà, tay chân miệng có nguy cơ lây lan và bùng phát. Trước tình hình này, ngày 19 tháng 8, Bộ Y tế đã có công văn của Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành đề nghị chủ động triển khai phòng chống dịch trong mùa tựu trường. Cụ thể, theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương đã ghi nhận gia tăng các trường hợp mắc bệnh sởi, ho gà và một số bệnh truyền nhiễm khác. So với cùng kỳ năm 2023, số ca mắc sởi tăng hơn 8 lần, số mắc ca mắc ho gà tăng hơn 25 lần. Trong khi đó, hiện đang là giai đoạn học sinh các cấp quay trở lại trường học, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm tăng cao, nhất là với một số bệnh truyền nhiễm như sởi, ho gà, tay chân miệng và một số bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Do vậy, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch tại cộng đồng và các cơ sở y tế, thực hiện cách ly, kịp thời xử lý triệt để ổ dịch để không bùng phát trong cộng đồng, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. Liên quan tới tình hình dịch sởi tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm và cách ly kịp thời ca nhiễm hoặc nghi nhiễm. Với các trường hợp nhẹ không có biến chứng có thể hướng dẫn cách ly điều trị tại nhà hay là tại trạm y tế, áp dụng phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa theo đường không khí cho người bệnh sởi trong giai đoạn lây nhiễm, hạn chế số lượng người thăm bệnh và chỉ cho phép những người đã được tiêm phòng sởi đầy đủ vào thăm người bệnh mắc sởi. Thưa quý vị, chiều 19 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 36 thảo luận về dự thảo luật điện lực sửa đổi. Luật hiện hành quy định thực hiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý với các nhóm khách hàng. Thế nhưng gần 10 năm qua thì cơ cấu biểu giá bộc lộ bất cập khi mà người dân phải bù chéo cho sản xuất. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường yêu cầu khi sửa luật điện lực cần có lộ trình rõ ràng để xóa bỏ tình trạng bù chéo giá điện sinh hoạt cho sản xuất. Theo đó, giá điện sinh hoạt của người dân chi trả cao hơn điện bán sản xuất của doanh nghiệp và người dùng nhiều bù cho dùng ít. Trong khi đó, Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đưa ra định hướng không thực hiện bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng vùng miền. Do đó, ở lần sửa đổi này, Chính phủ cho biết dự thảo luật điện lực bổ sung quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ hợp lý, giảm dần và tiến tới xóa bỏ bù chéo giá giữa các vùng miền và nhóm khách hàng không tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Cơ chế giá điện cũng được áp dụng phù hợp với các nhóm khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn. Kiểm tra dự thảo luật, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cho rằng việc bổ sung các quy định về xây dựng chính sách giá điện tiến tới sát thị trường là phù hợp.
Song theo cơ quan thẩm tra, các quy định về giảm bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng chưa thể hiện cụ thể tại dự thảo luật. Dự thảo luật cần đưa ra nguyên tắc, lộ trình rõ ràng hơn để xóa bỏ bù giá chéo giữa các nhóm khách hàng. Việc này nhằm đảm bảo bình đẳng xã hội, nguyên tắc thị trường và khuyến khích tiết kiệm điện trong ngành sản xuất. Đến với những tin quốc tế đáng chú ý, thưa quý vị, một vòng đua quay đã bốc cháy vào cuối ngày hôm qua tại lễ hội Highfield của thành phố Leipzig, Đức, khiến cho hơn 30 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy vẫn chưa được xác minh. Cảnh sát Đức xác nhận có hơn 30 người bị thương, trong đó có 4 cảnh sát, đa phần các nạn nhân bị ngạt khói. Theo cảnh sát, một trực thăng đã được huy động tham gia cứu hộ. Đám cháy ban đầu bùng phát từ một toa của vòng đu quay và sau đó lan sang toa bên cạnh. Nhiều người tại hiện trường đã chụp ảnh và quay video rồi chia sẻ trực tuyến. Lễ hội Highfield là một lễ hội âm nhạc indie rock và sẽ kết thúc vào ngày hôm nay 19 tháng 8 theo giờ địa phương. Sự kiện được tổ chức tại vùng ngoại ô của thành phố Leipzig, Đức. Ban tổ chức cho biết có khoảng 30.000 người đã tham dự sự kiện năm nay. Chỉ một chiếc kéo mất tích đã khiến cho hơn 200 chuyến bay chịu cảnh hoãn cất cánh. Hành khách phải xếp hàng chen chúc ùn ứ tại khu vực kiểm tra an ninh của sân bay trong 2 tiếng đồng hồ. Vụ việc xảy ra vào ngày 17 tháng 8 tại sân bay Shin-Chitose ở Hokkaido của Nhật Bản. Theo đó, thì một cửa hàng trong khu vực chờ tại sân bay Shin-Chitose vào sáng 17 tháng 8 thông báo bị mất một chiếc kéo và giới chức sân bay lập tức đình chỉ vận hành các cổng an ninh để rà soát tìm kiếm vật thể này. Các hành khách đã qua cửa an ninh và đang đợi lên máy bay cũng buộc phải rời khu vực chờ để kiểm tra. Giới chức sân bay tìm kiếm suốt 2 tiếng nhưng không phát hiện chiếc kéo nào trong hành lý và trên người của hành khách. Từ các cổng kiểm tra an ninh được vận hành trở lại, thế nhưng tình trạng tắc nghẽn đã kéo dài đến hết ngày và có tổng cộng là 201 chuyến bay bị hoãn, 35 chuyến bị hủy, ảnh hưởng tới hơn 7.200 người và 29 người đã phải qua đêm tại sân bay. Thưa quý vị, Maxim, một người đàn ông 45 tuổi tại Nga đang chuẩn bị khởi kiện một phòng khám sau khi đã thắt ống dẫn tinh tại đó nhưng vẫn tiếp tục có con. Vào năm 2022, sau khi làm cha lần thứ tư, Maxim, một người đàn ông sống tại thành phố Ufa, đã quyết định đi thắt ống dẫn tinh để không khiến vợ vất vả có bầu thêm lần nữa. Anh tìm đến ProMedicina, một phòng khám địa phương, để thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn tinh với chi phí 30.000 rúp, tương đương với 330 đô la Mỹ. Ca phẫu thuật được cho là thành công và Maxim xuất viện chỉ sau vài giờ. Mọi việc đều ổn cho đến đầu năm ngoái, khi vợ của Maxim thông báo với anh rằng cô lại có bầu. Và vào tháng 11 năm 2023, đứa con thứ 5 của Maxim thực sự đã chào đời. Khi liên hệ với phòng khám, Maxim được yêu cầu xét nghiệm quan hệ cha con và tinh trùng để xác nhận anh vẫn có khả năng làm cha. Cả hai xét nghiệm đều chứng thực người đàn ông Nga này thực sự vẫn còn khả năng sinh sản và là cha ruột của đứa con thứ 5. Thế nhưng thay vì chịu trách nhiệm, phòng khám gọi trường hợp của Maxim là phép màu và khuyên anh nên vui mừng khi có thêm một đứa con. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục chuyện tối nay. Thưa quý vị, ngoài tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội cũng đã thu hút lượng lớn người dân sau ít ngày vận hành thương mại. Điều này dần chứng minh đường sắt đô thị sẽ là xương sống của giao thông thủ đô, chìa khóa góp phần giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Thời gian tới Hà Nội sẽ đẩy mạnh khâu đột phá về kết cấu hạ tầng, trong đó thì ưu tiên quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là phấn đấu trước năm 2035 hoàn thành xây dựng 14 tuyến đường sắt đô thị. Đây là nội dung được người dân đặc biệt quan tâm. Và để hiểu rõ hơn về nội dung ngày hôm nay, chúng tôi đã có mời đến trường quay tiến sĩ Phan Lê Bình, trường đại diện văn phòng tư vấn OCG của Nhật Bản. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ và cũng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, là sau nhiều năm chờ đợi thì mới đây tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành, đoạn trên cao dài 8,5 km và đây là một sự kiện thu hút rất lớn sự quan tâm của dư luận. Vậy thì ông đánh giá sao về dấu mốc đặc biệt quan trọng này? Vâng, tôi cho rằng đây là một cái sự kiện rất đáng mừng, rất đáng hoan nghênh đối với mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố Hà Nội. Đáng mừng không chỉ cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mà cả đơn vị thi công, quản lý thi công là Ban đường sắt đô thị Hà Nội cũng như là đơn vị vận hành là công ty Hà Nội Metro. Là người dân, là hành khách thì chúng ta chỉ nhìn thấy là
tuyến đường sắt nó hoạt động thôi. Nhưng để tuyến đường sắt có thể hoạt động được thì đương nhiên là công tác thi công phải được thực hiện một cách hoàn thiện. Và ở những nơi mà chúng ta không nhìn thấy được thì hệ thống cấp điện cũng như là tất cả những cái hệ thống an toàn khác của tuyến đường sắt này cũng đã phải trải qua cái quá trình kiểm tra rất là kỹ lưỡng, vì nó ảnh hưởng đến tính an toàn của hàng trăm, hàng nghìn người dân trên mỗi chuyến tàu. Thế cho nên đã qua rất nhiều bước mới có thể đi đến được cái quyết định là cho phép vận hành thương mại. Đồng thời là đơn vị vận hành là công ty Hà Nội Metro cũng đã phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, nhân lực qua đào tạo bài bản từ lái tàu đến những người phụ trong ga mới có thể đưa được tuyến đường sắt này vào vận hành thương mại được. Cho nên đây là một cái dấu mốc rất là quan trọng đối với mạng lưới giao thông công cộng của thủ đô Hà Nội. Vâng, vậy thì đoạn trên cao này khi mà đi vào hoạt động thì theo ông là đã giải quyết được những cái vấn đề gì, đã đem lại được những cái hiệu quả gì, và đặc biệt là trong việc phát triển hệ thống giao thông cũng như là việc giải quyết cái tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay ạ? Vâng. Mặc dù là trong thời gian vừa qua thì cũng nhiều phương tiện truyền thông đã công bố cái số lượng hành khách sử dụng tuyến đường sắt Nhổn Cầu Giấy này, thì rất là ấn tượng với con số là hàng trăm nghìn người mỗi ngày. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng con số này nó chỉ là phản ánh cái tính hiếu kỳ ban đầu của người dân mà thôi. Chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng là tuyến đường sắt này sẽ góp phần giúp người dân chuyển đổi từ giao thông cá nhân sang giao thông công cộng, và từ đó sẽ làm giảm áp lực đối với việc lưu thông trên đường, và chắc chắn là sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể lạc quan quá nhiều, vì căn cứ trên cái tình hình của tuyến Cát Linh Hà Đông thì chúng ta thấy mặc dù là số lượng người đi tàu có tăng đều, tăng mạnh, nhưng cái tình hình ùn tắc giao thông trên tuyến đường song hành bên dưới là tuyến đường Nguyễn Trãi thì cũng không hẳn là được giải quyết nhiều. Thì với tuyến Nhổn Cầu Giấy thì đây là cái tuyến cũng rất là quan trọng, chạy trên cái trục từ phía Tây hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội. Thì dọc tuyến có rất nhiều trường đại học, các cơ sở đào tạo, và chúng ta có thể kỳ vọng một con số lớn các em sinh viên cũng như là giáo viên, nhân viên của các trường đại học sử dụng tuyến này. Từ đó là góp phần giảm áp lực cho giao thông đường bộ. Tuy nhiên, chúng ta thấy là với tuyến 2A thì người dân cũng rất là chậm rãi, dè dặt trong cái việc chuyển đổi từ ô tô, xe máy sang giao thông công cộng. Bởi vì thực ra là mặc dù là tránh được cái ùn tắc trên mặt đường, nhưng việc phải đi bộ hoặc đi các phương tiện khác ở hai đầu chuyến đi đối với tàu điện, nó vẫn là một cái trở ngại không nhỏ khi mà chúng ta sử dụng giao thông công cộng. Cho nên chúng ta có thể kỳ vọng việc giảm ùn tắc giao thông trên dọc cái tuyến trục từ phía Tây đi vào trung tâm thành phố, trục đường Xuân Thủy. Tuy nhiên, cái quá trình này nó diễn ra không có thể nhanh chóng như chúng ta kỳ vọng được đâu. Vâng, và cái việc mà phát triển các cái hệ thống đường sắt đô thị thì chúng ta cũng thấy rằng là luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm. Tuy nhiên thì cái việc thực hiện thì cũng gặp không ít những khó khăn. Vậy thì theo ông là những cái khó khăn vướng mắc mà chúng ta nhìn thấy hiện nay là gì? Và cái việc mà phát triển đường sắt đô thị ở nước ta hiện nay thì cần phải có những cái cơ chế đặc thù ra sao để chúng ta có thể gỡ bỏ hoặc là giải quyết được những cái vướng mắc đó ạ? Tôi cũng đã có nhiều cơ hội được nghe những cái hội thảo rút kinh nghiệm, xem xét những khó khăn khi xây dựng đường sắt đô thị. Và nếu mà trình bày hết ra thì tôi nghĩ là vài ngày cũng chưa đủ thời gian để có thể nói hết được cái câu chuyện này. Trong cái thời lượng rất ngắn của chương trình truyền hình thì tôi nghĩ rằng những cái điểm lớn nhất đó là thứ nhất là nguồn vốn. Và thứ hai là cái cơ chế ra quyết định trong việc xây dựng đường sắt đô thị. Chúng ta biết là đường sắt đô thị là cái công trình có quy mô cực kỳ lớn và nội dung cực kỳ phức tạp. Không phải tất cả mọi thứ, cho dù là đơn vị lập kế hoạch, đơn vị tư vấn cũng như là các đơn vị phê duyệt về mặt kỹ thuật giỏi đến đâu đi nữa, chắc chắn trong quá trình làm việc vẫn xuất hiện những cái vấn đề mà chúng ta cần phải điều chỉnh. Thì theo quan sát của tôi là cho đến nay cái công tác điều chỉnh ra được quyết định để điều chỉnh nó diễn ra cực kỳ chậm chạp, và nó đã mất đi cái cơ hội cực kỳ lớn của thành phố Hà Nội.
Chúng ta vẫn biết là tuyến Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo theo bản đồ quy hoạch là tuyến số 2 thì nó đã được cam kết vốn từ chính phủ Nhật Bản, có ký kết thỏa thuận vay giữa hai chính phủ rồi. Nhưng qua 15 năm triển khai thì không triển khai được và cuối cùng dừng lại để rồi phải gần như là làm lại các thủ tục từ đầu để điều chỉnh, để đi đến cái thỏa thuận vay mới với chính phủ Nhật Bản. Thì trong cái quá trình đó chúng ta đã lãng phí 15 năm cơ hội của thành phố Hà Nội. Và nếu chúng ta không lãng phí như vậy thì lúc này, tại thời điểm này, đáng lẽ ra tuyến Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo đã đưa vào vận hành được rồi. Và như vậy là chúng ta có không chỉ hai tuyến đường sắt đô thị mà là ba tuyến, sẽ góp phần rất lớn vào việc giải quyết ùn tắc cho thủ đô. Cho nên cái khó là vốn thì chúng ta cũng có thể thu xếp bằng nhiều cách, có thể là vay ODA, có thể là phát hành chứng khoán, trái phiếu của thành phố hoặc là trái phiếu chính phủ. Nhưng đồng thời với việc thu xếp vốn thì việc ra quyết định một cách kịp thời, nhanh chóng là điều vô cùng quan trọng trong suốt quá trình mà chúng ta xây dựng đường sắt đô thị từ nay trở về sau. Vâng, và trong thời gian tới thì chúng ta cũng có thông tin rằng là Hà Nội sẽ có dự kiến là xây dựng hoặc là phát triển thêm các cái tuyến đường sắt đô thị và phấn đấu là trước năm 2025 thì hoàn thành được khoảng là 14 cái tuyến đường sắt đô thị. Theo ông thì điều này có khả thi không, khi mà như ông vừa chia sẻ và chúng ta cũng đều thấy rằng là mất rất là nhiều năm để chúng ta có thể là hoàn thành được một tuyến đường sắt đô thị. Và một cách ngắn gọn là nhìn ở Việt Nam và ra các nước phát triển trên thế giới thì chúng ta đã có cái sự khác biệt như thế nào và chúng ta cần phải học hỏi gì ở các nước phát triển về việc phát triển các cái hạ tầng giao thông đô thị? Vâng, bản thân tôi thì từ góc độ một người làm về quy hoạch giao thông và cũng đã có tham gia nhiều vào các hoạt động xây dựng hạ tầng giao thông, quan sát nhiều các hoạt động đó tại Việt Nam cũng như là tại thành phố Hà Nội, thì tôi cho rằng là cái mục tiêu đến năm 2025 được xây được 14 tuyến đường sắt thì tôi nghĩ rằng cái mục tiêu đó khá là khó và rất là tham vọng. Thì nhìn một cách thực tế thì tôi cho rằng là đến năm 2035, tức là 11 năm nữa, giỏi lắm thì chúng ta hoàn thiện thêm được 2 tuyến. Như vậy cộng với 2 tuyến đang làm thì chúng ta có được 4 tuyến. Đó là con số hiện thực mà từ cá nhân tôi cho rằng có khả năng thực hiện được. Với đòi hỏi là phải nỗ lực rất nhiều, chứ làm bình thường thì chắc là 2 tuyến là cũng rất là khó. Thế nói về việc học tập kinh nghiệm từ các nước thì có rất nhiều thứ chúng ta có thể học từ các nước đã phát triển. Trong đó một điều mà chúng ta đã nói rất nhiều rồi nhưng mà đến nay cũng chưa triển khai được, đó là việc phát triển TOD, tức là phát triển đô thị mà có gắn chặt với lại giao thông công cộng. Thì điều này nó đòi hỏi chúng ta phải điều chỉnh từ quy hoạch của thành phố cũng như là việc triển khai xây dựng, phải tập trung mật độ rất cao ở các cơ sở dịch vụ cũng như là nơi lưu trú, nơi ở xung quanh cái cự ly gần xung quanh các nhà ga đường sắt, và từ đó mới triển khai là thu hút khách được cho đường sắt đô thị. Và một kinh nghiệm nữa mà tôi cho rằng Việt Nam chúng ta chưa làm được, đó là việc xây dựng cái nút kết nối giao thông ở xung quanh các nhà ga đường sắt đô thị. Hiện nay không phải là chúng ta không làm, có những tuyến đường xe buýt đã kết nối đến các nhà ga đường sắt rồi, nhưng chúng ta kết nối theo cái cách là khá là tạm bợ, đó là các bến xe buýt chiếm một phần đường giao thông. Vâng, để làm bến xe buýt là mà thôi. Các cái bất cập mà chúng ta cũng có thể nhận thấy được và có lẽ rằng là trong thời gian tới thì mọi thứ vẫn đang dừng lại ở cái mức độ chúng ta kỳ vọng thôi, đúng không ạ? Và cũng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.